Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Thìn là một trong tứ khố đại diện cho đất đai nhà cửa. Tuổi Mậu Thìn 1988, sinh từ 17 tháng 2 năm 88 cho đến ngày 5 tháng 2 năm 89 dương lịch. Mệnh Mộc sẽ tương sinh với Thủy Mộc, tương khắc với Kim Thổ. Xét theo cách này khó có thể chính xác. Không phải ai sinh năm 88 cũng giống nhau. Vấn đề còn xét cả ngày giờ sinh, giới tính, họ tên và nhân cách sống. Người giữ giới là người giữ đạo. Đạo làm con, đạo làm cha mẹ. Đạo sống thiện, có đạo sẽ có đức. Bất luận bạn tuổi gì, có thể gặp được quý nhân trong cuộc đời của mình. Gia chủ của Khải Toàn không ít các vị có tiếng. Họ thắc mắc cải vận là gì? Cải vận tức là cải biến. Cải biến là làm thay đổi khác trước hoàn toàn. Ứng dụng phong thủy cho thêm vài phần cải thiện tài lộc. Cải vận tốt nhất vẫn là sự tự tu và bố thí. Mậu Thìn xét theo dụng thần bát tự mệnh khuyết, mức độ chính xác khá cao. Tháng sinh có sức ảnh hưởng không kém năm sinh. Nội dung bài này được chia thành 12 nhóm chính, mô tả chi tiết theo từng tháng sinh, được tính theo tháng dương lịch cho các bạn tiện theo dõi. Biết mệnh mới có thể cải mệnh. Sau khi xem video, các bạn biết được dụng thần mệnh khuyết, nhưng để cải vận thì hoàn toàn không đơn giản. Cần sự kiên trì ứng dụng theo phong thủy, cần bố thí tích phước đức. Có thể cần cả vài năm hoặc chục năm. Hạt đậu thần chỉ có trong chuyện cổ tích, làm gì có hạt nào gieo xuống hôm nay mà ngày mai có quả. Nhưng ít nhất biết được vận mệnh, biết được bố thí sẽ tích phước đức, sẽ cho bạn cơ hội thêm phần may mắn. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn cách thức, còn lại bạn phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được kết quả. Vì vậy đừng mong vào ông Bụt, đừng mong ông Bụt xuất hiện cho bạn điều ước, cho bạn điều ước để thay đổi tức thời. Có nhiều thuật số khác nhau. Trong bài này, Khải Toàn chia sẻ hai cách đơn giản. Tra đơn giản theo niên mệnh và tra chi tiết theo từng tháng và năm sinh. Nếu chỉ tra theo năm sinh, tính chính xác không cao. Tra thêm tháng sinh theo bát tự tứ trụ, tính chính xác sẽ cao hơn. Ví dụ người tuổi Thìn là người có khí chất đa phần hướng ngoại, nhưng nếu sinh tháng Tý Sửu cuối năm sẽ dễ an phận, xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Vì thế, xét rõ một lá số theo bát tự tứ trụ cần cả năm, tháng, ngày giờ sinh và giới tính. Làm thế nào để người tuổi Mậu Thìn có vận tốt? Các bạn tin thì ứng dụng phong thủy, không ứng dụng phong thủy cũng chẳng sao, vì phong thủy là phương tiện phụ trợ. Những phương tiện cải vận khác như học tập, sống thiện lành, biết bố thí thông qua con đường tu tâm dưỡng tánh bằng cách học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền. Không tin nhân quả, các vị không nên dụng phong thủy, vì phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Phong thủy giúp thuận lợi về tài lộc nhưng không phải phép màu. Bạn có dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy, cúng kiến bao sánh lễ, nhưng tâm bạn bất thiện là điều vô nghĩa. Tóm tắt người tuổi Mậu Thìn. Chữ Mậu thuộc thổ, chữ Thìn thuộc thủy thổ mộc. Mậu Thìn là nhóm người có khí chất, điềm tĩnh, bản tính khó nắm bắt. Nhóm người sinh vào các tháng Tý Ngọ Mão Dậu thường có tài lãnh đạo mạnh mẽ, cực đoan, tài trí hơn người. Nhóm người sinh vào các tháng Dần Thân Tỵ Hợi giỏi ứng biến nhưng thiếu kiên định. Nhóm người sinh vào các tháng Thìn Tuất Sửu Mùi là nhóm người bao dung, mệnh dễ làm giàu. Những người tuổi Thìn nói chung có sức sống mạnh liệt, tướng mạo luôn toát lên khí chất. Họ hội tụ đầy đủ những tài hoa, phẩm chất tốt đẹp của một con người. Ví dụ như sự thật thà, bao dung, yêu thương chúng sanh. Nam và nữ tuổi Mậu Thìn thường ăn mặc giản dị. Với mệnh nữ Mậu Thìn, họ luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống và rất thích làm việc thiện. Vì vậy, họ thường tích phúc đức cho hậu vận. Nam tuổi Mậu Thìn có nhiều tham vọng, nhiều ước mơ, nhiều hoài bão. Họ cũng là người có trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Mậu Thìn là nhóm người sống thực tế, không lãng mạn, tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp với nhiều người xung quanh, luôn có niềm tin vào bản thân mình. Mệnh nam có sở thích tham gia những trò chơi thể thao, rèn luyện thể lực, sức khỏe hoặc mạo hiểm. Người tuổi Mậu Thìn được trời phú cho khả năng biết cách kiếm tiền, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thường phải trải qua nhiều gian nan thử thách.
Tuổi Mậu Thìn có xu hướng thích sống tự do, họ thường không thích lập gia đình sớm vì phần lớn thích đi đây đó, tận hưởng cuộc sống hoặc dồn hết sức vào sự nghiệp. Trong tình yêu, tuổi Mậu Thìn rất nghiêm túc, đôi khi họ hơi cố chấp. Tuy không quá lãng mạn, nhưng họ lại ước tình yêu của mình hoàn hảo. Vận mệnh tuổi Thìn như thế nào? Mời các bạn xem chi tiết tuổi Mậu Thìn theo 12 tháng sinh. Sau khi biết được dụng thần, các bạn vào các website của Khải Toàn xem mô tả chi tiết từng ngũ hành, từ màu sắc, hình dạng, ăn uống, động vật, ngành nghề để tham khảo và ứng dụng theo thuật cải vận. Các bạn lưu ý, mỗi lá số thường có hai dụng thần mệnh khuyết. Nội dung bài này đề cập từng tháng sinh và có đề cập đến cả mệnh ngày sinh ở cuối mỗi nhóm sinh. Bát tự tứ trụ được tính theo 4 cột: năm, tháng, ngày, giờ. Ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi. Ngày tháng đề cập là ngày dương lịch. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách giúp các bạn tìm ra màu sắc ứng dụng, ngành nghề, trang sức phù hợp cho tuổi Mậu Thìn. Cách thứ nhất, xét đơn giản theo năm. Tuổi Mậu Thìn thuộc Đại Lâm Mộc, hộ mệnh là vị Phật Phổ Hiền Bồ Tát. Mệnh mộc nên dùng màu của mộc hoặc màu của thủy, bao gồm các màu xanh lá, xanh dương hoặc đen. Đồ vật từ gỗ, cây cối, quần áo, giày dép, mèo, hổ, Hello Kitty đều là mộc. Chăm sóc cây, trường học, ngành nghề đồ gỗ, nghề giấy, kinh doanh các mặt hàng về gỗ, quần áo, giày dép, hoa, cây cảnh, cửa hàng nội thất là các ngành thuộc mộc. Giờ tốt của mộc là giờ sáng sớm. Tam hợp với Thìn, ta có Tý Thân hoặc là Dần Mão. Trực xung hình, ta có Thìn Tuất Sửu Thìn. Xét theo phương pháp thứ nhất này thì 10 người dụng chỉ có vài người đúng, không thể nào chính xác như dụng thần mệnh khuyết. Dụng thần mệnh khuyết cho tuổi Mậu Thìn theo 12 tháng sinh cần xét theo cả ngày giờ sinh. Nhóm 1 sinh từ 17 tháng 2 cho đến 17 tháng 3 năm 88 dương lịch, tháng Giáp Dần. Năm sinh Mậu Thìn sinh tháng Dần là người có mật mã dịch mã, cuộc đời dễ biến động, làm công việc xa hoặc đi xa. Năm sinh Mậu Thìn là nhóm người có khí chất, đa phần hướng ngoại, bao dung và giúp người. Sinh tháng Dần Mộc, tính cách thẳng thắn, khi nóng giận như lửa khó kiềm chế. Năm Thìn tháng Dần có hai mật mã tương hợp là mệnh khá, nhưng có thể rất quân tử nghĩa hiệp, dễ rước họa vào thân nếu giúp sai người. Hiện tại thời vận mệnh nữ tốt xấu bất định, hành vận có chữ canh là kim khá tốt, nhưng vận có chữ tuất xung với Thìn dễ ảnh hưởng sức khỏe, dễ phạm thị phi nên tu tập pháp nhẫn nhịn. Hiện tại thời vận mệnh nam hành vận ngọ hỏa, tính tình dễ nóng nảy, tâm khó an, nhiều trở ngại. Hậu vận nhóm sinh này khá là đẹp. Mậu Thìn sinh từ 17 tháng 2 cho đến 17 tháng 3 năm 88 dương lịch, đa phần khuyết kim và kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên dùng màu xanh lá, không nên dùng nhiều đồ gỗ và cả nuôi mèo. Dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Với người thiếu kim, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Mỗi sáng gõ tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là giờ buổi chiều từ 15 đến 19 giờ. Đeo trang sức vàng bạc là nạp kim, soi gương là tăng vận kim thủy. Biết mệnh và cải vận theo mệnh khuyết sẽ giảm vận xấu, tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 2 sinh từ 18 tháng 3 cho đến 15 tháng 4 năm 88 dương lịch, tháng Ất Mão. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất, đa phần hướng ngoại, hay giúp người và bao dung. Tháng sinh Mão tượng trưng cho sức mạnh của Mộc, tính khí quân tử, có nhiều hoài bão và rất cực đoan. Năm Thìn tháng Mão có hai mật mã tương hợp là mệnh tốt. Nhóm này cực đoan quân tử có thể mang lại phiền phức cho chính bản thân mình vì có thể giúp sai người. Chữ Mậu Thìn kết hợp với chữ Ất Mão, mộc mạnh, sinh mùa mộc vượng,
đa phần sinh thời điểm này là người kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên nuôi mèo, không nên dùng nhiều xanh lá hoặc nhiều đồ gỗ. Hiện tại thời vận mệnh nữ, hành vận Tý qua 35, hành vận Tân Hợi thuộc kim thủy là vận tốt, nhiều cơ hội về tài lộc. Vận này có sao Hồng Loan, sao Hồng Loan chiếu mệnh chủ về biến động tình cảm. Hiện tại thời vận mệnh nam, hành vận Mùi thuộc thổ hỏa, nhiều sáng tạo và tài trí, nhiều cơ hội trong công việc nhưng tâm dễ lo lắng. Mậu Thìn sinh từ 18 tháng 3 cho đến 15 tháng 4 dương lịch vào các tiết khí mộc vượng. Dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Mỗi sáng gõ tiếng chuông đồng là tăng vận kim. Thức dậy mặt nên hướng về hướng tây hoặc tây bắc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim từ 15 đến 19 giờ. Giờ buổi tối là giờ của thủy. Đeo trang sức vàng bạc là nạp kim. Ăn tổ yến soi gương là tăng vận kim thủy. Nhà cửa sạch sẽ trong lành, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền là tích phước đức cho mai sau. Nhóm 3 sinh từ 16 tháng 4 cho đến 15 tháng 5 năm 88 dương lịch, tháng Bính Thìn. Chữ Mậu Thìn thuộc thổ thủy, tháng Bính Thìn thuộc hỏa thổ. Hai thìn là hai khố đại diện cho đất đai nhà cửa. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất đa phần hướng ngoại, hay giúp người và bao dung. Năm Thìn tháng Thìn thường là mệnh tốt. Năm Mậu Thìn sinh tháng Thìn có sao Hoa Cái, mật mã thông minh sáng dạ, tài hoa. Nữ có sao Hoa Cái, cá tính rất mạnh và dễ cô đơn. Hiện tại thời vận mệnh nữ, hành vận Nhâm Tý thuộc thủy khá tốt. Tý Thìn tương hợp là thủy, công việc dễ thăng tiến. Hiện tại thời vận sao 34 tuổi của mệnh nam, hành vận Canh Thân cũng là vận tốt. Vì thân thuộc kim và thân với thìn hợp thủy. Nhóm này có 3 nhóm dụng thần mệnh khuyết, đa phần là khuyết kim. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng tây bắc hoặc hướng tây, giúp gia tăng vận tốt. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là từ 15 đến 19 giờ. Giờ buổi tối là giờ của thủy. Gõ tiếng chuông đồng mỗi ngày hoặc đeo trang sức vàng bạc là tăng vận kim. Đeo trang sức vàng bạc nạp kim, ngoài ra có thể soi gương là tăng vận kim thủy. Biết mệnh và cải vận theo mệnh khuyết sẽ giảm vận xấu, tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 4 sinh từ 16 tháng 5 cho đến 13 tháng 6 năm 88 dương lịch, tháng Đinh Tỵ. Năm sinh Mậu Thìn sinh tháng Tỵ là người có sao cô thần. Nam có sao cô thần, dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Chữ Mậu Thìn thuộc thổ thủy, sinh tháng Tỵ thuộc hỏa vượng. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất bao dung, hay giúp người và đa phần hướng ngoại. Sinh tháng Tỵ hỏa là nhóm người rất linh hoạt, cũng là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp. Trong mệnh lý, người sinh tháng Thìn, tháng hoặc năm có chữ Thìn Tỵ thường là mệnh tốt. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần hỏa vượng và khuyết thủy. Hỏa vượng kỵ hỏa, không nên sử dụng màu đỏ tím cam hồng, không nên nuôi chó và dễ nóng tính. Hiện tại thời vận mệnh nữ, hành vận Quý Sửu thuộc thủy thổ kim là đại vận khá tốt về công danh, không tốt về thị phi và sức khỏe. Hành vận này có sao Quả Tú, tình cảm dễ trắc trở. Hiện tại thời vận của mệnh nam, hành vận Tân Dậu thuộc kim là giai đoạn nhiều cơ hội về tài lộc. Dậu và Thìn hay Dậu và Tỵ đều hợp kim là tượng các lợi. Hiện đang có sao Hàm Trì chiếu mệnh chủ về đào hoa, nhân duyên, ăn nói hoặc là kết hôn. Tuổi Mậu Thìn sinh từ 16 tháng 5 cho đến 13 tháng 6 năm 88 dương lịch vào tiết khí hè, mùa hè hỏa vượng thủy suy, dụng thần đa phần là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng tây bắc hoặc bắc. Đi ngủ hoặc tập thể dục mang theo chai nước suối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối. Giờ buổi chiều là giờ của kim.
nên tắm sáng, làm tóc ướt giữ cho gương mặt trắng sáng. Soi gương là cách tăng vận kim thủy. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết giúp gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm năm sinh từ 14 tháng 6 cho đến 13 tháng 7 năm 88 dương lịch, tháng Mậu Ngọ. Chữ Mậu Thìn thuộc thổ thủy, sinh tháng Mậu Ngọ thuộc thổ hỏa vượng. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất, đa phần bao dung giúp người và hướng ngoại. Sinh tháng Ngọ là người sinh tháng Ngọ thuộc hỏa, vốn rất nóng tính, giận dữ không ai kềm chế được. Mệnh có khí chất, có tài lãnh đạo nhưng rất cực đoan. Người kỵ hỏa nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, không nên nuôi chó và hạn chế dùng màu nóng. Hiện tại thời vận mệnh nữ, hành vận Mão thuộc mộc, sau 35 hành vận Dần cũng thuộc mộc. Vận khá bất lợi, tính tình dễ nóng nảy, tâm bất an, cần tu pháp nhẫn nhịn và pháp bố thí. Hiện có sao dịch mã chiếu, dễ thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở và đi xa. Với mệnh nam, thời vận hiện tại hành vận Dậu khá tốt. Sau 35 tuổi hành vận Nhâm Tuất thuộc thủy thổ hỏa, tính tình dễ nóng giận, tuất thìn xung nhau, cần tu pháp nhẫn nhịn và thiền định giúp tâm an. Tuổi Mậu Thìn sinh tháng Ngọ từ 14 tháng 6 cho đến 13 tháng 7 dương lịch vào các tiết khí mùa hè, mệnh kỵ mộc hỏa, không nên nuôi chó, kỵ màu đỏ tím cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng bắc hoặc tây bắc giúp thêm may mắn. Đi đường nên đeo kính mát, nên tắm sáng, làm tóc ướt, luôn giữ cho gương mặt trắng sáng hoặc soi gương là cách tăng vận kim thủy. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, sau 15 giờ là giờ của kim. Giờ Tỵ Ngọ Mùi buổi trưa là giờ của hỏa, không phải giờ tốt. Biết mệnh, cải vận theo mệnh khuyết, giảm vận xấu và tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh, bố thí là cách tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 6 sinh từ 14 tháng 7 cho đến 11 tháng 8 năm 88 dương lịch, tháng Kỷ Mùi. Chữ Mậu Thìn thuộc thổ thủy, chữ Kỷ Mùi thuộc hỏa thổ. Sinh năm Mậu Thìn là người có khí chất, đa phần hướng ngoại, bao dung và thường giúp người. Sinh tháng Mùi thuộc thổ hỏa, đại diện cho đất đai nhà cửa. Người cũng có lòng bao dung, dễ thông cảm trước hoàn cảnh khó khăn. Họ rất là tốt bụng và thương người. Nhóm người thổ dày đại diện cho người thành thật bao dung, nhưng không khéo ăn nói. Thời điểm này do thổ hỏa quản, là mệnh kỵ hỏa thổ. Người nhóm này không nên nuôi chó, không nên dùng màu đỏ cam hồng. Họ thuộc nhóm người cọc tính và nóng tính. Hiện tại thời vận mệnh nữ, hành vận Mão thuộc mộc, nhóm sinh sau 22 tháng 7 có vận tốt hơn. Mão và Thìn, Mão và Mùi đều hợp mộc là tượng tốt, nhưng tính tình có thể chấp trước quá mức, nên tu pháp bố thí và pháp nhẫn nhịn. Hiện tại thời vận mệnh nam, hành vận Quý Hợi thuộc thủy mộc là vận khá tốt. Hợi là sao Hồng Loan, dễ biến động chuyện tình cảm. Nhóm này có hai nhóm dụng thần, đa phần là khuyết thủy, sinh sau 22 tháng 7 khuyết thêm cả mộc. Mệnh cần thủy, đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối, cần mộc mang theo quyển sách. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng bắc là thủy, hướng đông là mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Soi gương là tăng vận kim thủy, sưu tầm dài dép túi sách đẹp là mộc đẹp. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết, gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 7 sinh từ 12 tháng 8 cho đến 10 tháng 9 năm 88 dương lịch, tháng Canh Thân.
Chữ Mậu Thìn thuộc thổ thủy, năm Thân thuộc kim, sinh mùa kim vượng, là người trượng nghĩa, lời nói dễ gây sát thương, dễ hiểu lầm với người khác. Thìn và Thân hợp thủy, có hai mật mã tương hợp thường là mệnh tốt. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất, đa phần bao dung giúp người và hướng ngoại. Tháng sinh Thân cũng hướng ngoại, thích tự do, không thích ràng buộc, có thể kiêu căng. Người sinh nhóm này đa phần hướng ngoại, năng động, giỏi giao tiếp. Hiện tại thời vận sau 34 tuổi mệnh nữ, hành vận Bính Thìn thuộc hỏa thổ, 5 năm đầu khá tốt, 5 năm sau nhiều trở ngại, dễ phạm thị phi vì vận Thìn trùng với năm sinh Thìn. Thìn gặp Thìn là sao hoa cái. Sao hoa cái đại diện cho tình cảm không tốt, nên tu tập pháp bố thí. Hiện tại thời vận sau 30 tuổi của mệnh nam, hành vận Giáp Tý thuộc thủy mộc, giáp khắc Mậu, Thìn Thân hợp Tý, 5 năm đầu không tốt bằng 5 năm sau, nên tu pháp bố thí và pháp nhẫn nhịn. Tuổi Mậu Thìn sinh tháng Canh Thân từ 12 tháng 8 cho đến 10 tháng 9 dương lịch, đa phần là kỵ kim. Dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam. Mỗi sáng thắp nhang là mộc, vái lại và gõ vào chiếc mỏ mộc là âm thanh của mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, có thể trồng nhiều cây cối, sưu tầm giày dép túi sách là mộc đẹp và nên nuôi mèo. Biết mệnh và cải vận theo mệnh khuyết sẽ giảm vận xấu, gia tăng vận tốt. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 8 sinh từ 11 tháng 9 cho đến 10 tháng 10 năm 88 dương lịch, tháng Tân Dậu. Tuổi Mậu Thìn sinh tháng Dậu là có sao Hàm Trì chủ về đào hoa, tướng mạo đẹp, thông minh lãng mạn, có duyên ăn nói. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất, đa phần hướng ngoại, bao dung và giúp người. Sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim, Dậu vô cùng cố chấp, không thể thương lượng được với họ, nếu tranh cãi dễ đi vào bế tắc. Năm Thìn tháng Dậu hợp kim, sinh mùa kim vượng, tính cách cực đoan, cố chấp cao, có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói hành động dễ hiểu lầm, dễ gây sát thương. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên đeo nhiều trang sức vàng bạc, không nên dùng màu trắng xám, nơi ở không nên có nhiều gương to. Hiện tại thời vận sau 34 tuổi của mệnh nữ, hành vận tỵ hỏa, tốt xấu bất định. Có hỏa là tốt, nhưng tỵ dậu hợp kim thì không tốt, có phần ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, nên tu pháp bố thí. Hiện tại thời vận của mệnh nam sau 31 tuổi, hành đại vận Ất Sửu thuộc mộc thổ kim, 5 năm đầu là trung, 5 năm sau bất lợi vì thời điểm này kim vượng. Đại vận nhiều trở ngại phát sinh, cần tu pháp nhẫn nhịn. Tuổi Mậu Thìn sinh từ 11 tháng 9 cho đến 10 tháng 10 năm 88 dương lịch, mệnh kỵ kim, dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa, sau 15 giờ là giờ của kim thủy. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông nam hoặc hướng đông. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp, không nên giữ giày dép cũ, tạp vật, sách báo cũ vì đây là mộc xấu xí. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết, gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 9 sinh từ 11 tháng 10 cho đến 8 tháng 11 năm 88 dương lịch, tháng Nhâm Tuất. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất, đa phần bao dung giúp người và hướng ngoại. Tháng sinh Tuất là nhóm người có khiếu kinh doanh, trầm tính, háo thắng ngầm. Tuất và Thìn là hai khố, đại diện cho tích trữ, làm giàu, mệnh làm quan. Tuất và Thìn xung nhau, cuộc đời nhiều biến động. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ và hỏa, không nên dùng màu đỏ cam hồng, không nên nuôi chó.
Hiện tại thời vận sau 33 tuổi của mệnh nữ, hành vận Mậu Ngọ thuộc thổ hỏa. Ai sinh sau 23 tháng 10 vô cùng trở ngại vì mệnh kỵ thổ hỏa, tính tình dễ nóng giận, tâm không an. Hậu vận nhóm này không đẹp nên tu pháp bố thí. Hiện tại thời vận sau 33 tuổi của mệnh nam, hành vận Bính Dần thuộc mộc hỏa, 5 năm đầu không tốt như 5 năm sau, có sao dịch mã, giai đoạn dễ biến động về công việc, chỗ ở đi xa. Mậu Thìn sinh từ 11 tháng 10 cho đến 8 tháng 11 dương lịch, đa phần là khuyết mộc. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp. Không nên giữ lại giày dép hoặc tạp vật, sách báo cũ vì đây là mộc xấu xí. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ và thắp nhang là cách nạp mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là sáng sớm hoặc giờ buổi tối là giờ của thủy. Biết mệnh cải vận theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, gia tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 10 sinh từ 9 tháng 11 cho đến 8 tháng 12 năm 88 dương lịch, tháng Quý Hợi. Tuổi Mậu Thìn sinh tháng Hợi là có sao Hồng Loan đại diện cho đào hoa và tình cảm dễ biến động. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất đa phần hướng ngoại, bao dung và giúp người. Sinh tháng Hợi Thủy là nhóm người hiền lành, hướng nội, tốt tính nhưng cọc tính. Nhóm sinh tháng Quý Hợi thường dư thủy, mệnh kỵ thủy, không nên dùng màu xanh dương và màu đen. Không phù hợp chọn hình nền là cá hoặc chuột heo, hạn chế sử dụng nhiều trang sức vàng bạc. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Mệnh thủy vượng thông minh chu đáo nhưng thường an phận và xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Hiện tại thời vận sau 33 tuổi mệnh nữ, hành vận Kỷ Mùi thuộc thổ hỏa, có nhiều phát sinh nhưng xem ra vẫn là vận khá tốt. Nhóm này có hậu vận đẹp nhưng vẫn cần tu pháp bố thí. Hiện tại thời vận sau 33 tuổi của mệnh nam, hành vận Đinh Mão thuộc mộc hỏa khá tốt, nhưng tính tình có phần rất chấp trước. Sau 43 tuổi, hành vận nhiều sóng gió, cần tu pháp nhẫn nhịn và pháp bố thí. Tuổi Mậu Thìn sinh từ 9 tháng 11 cho đến 8 tháng 12, vào các tiết khí lạnh, dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là cách tăng vận mộc hỏa. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc đông nam. Cần hỏa mộc đi ngủ mang theo quyển sách. Nhà ở dùng nhiều màu ấm, nên vào bếp nấu ăn thường xuyên để tăng vận hỏa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết giúp gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 11 sinh từ 9 tháng 12 năm 88 cho đến 7 tháng 1 năm 89 dương lịch, tháng Giáp Tý. Năm sinh Mậu Thìn là nhóm người có khí chất đa phần hướng ngoại, giúp người và bao dung. Tháng sinh Tý đại diện cho cố chấp cực độ, thường bảo vệ lý lẽ của mình hết mực. Nhóm người sinh tháng này khá tốt tính nhưng rất chấp trước, xử lý nặng về tình cảm nhưng đa phần là người tốt bụng. Tháng Tý năm Thìn hợp thủy, sinh mùa thủy vượng dễ phá tài, xử lý sự việc theo tình cảm nhiều hơn lý trí, có thể khiến những người thân buồn lòng. Mệnh thủy vượng là người thông minh tận tình, nhược điểm là ít cầu tiến và an phận. Người kỵ thủy không nên dùng màu xanh dương và màu đen, nhà vệ sinh nên sạch sẽ, nhà ở không nên có nhiều gương to. Hiện tại thời vận sau 33 tuổi của mệnh nữ, hành vận Canh Thân, mệnh kỵ kim thủy, hành vận kim dễ phá tài, nhiều trở ngại, chỉ có thể dùng tâm thiện và bố thí, mai sau mới có thể cải biến vận hạn. Hiện tại sau 34 tuổi của mệnh nam, hành vận Mậu Thìn, hai chữ này trùng với năm sinh là Phạm Phục Ngâm, nhiều trở ngại. Chỉ có tu pháp nhẫn nhịn và pháp bố thí mới có cơ hội chuyển biến vận mệnh.
Tuổi Mậu Thìn sinh tháng Nhâm Tý, từ 9 tháng 12 cho đến 7 tháng 1 năm 89 dương lịch vào các tiết khí lạnh. Thời điểm này thủy vượng, dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Mệnh cần hỏa nên dùng màu đỏ, tím, cam, hồng, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Mỗi ngày gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là cách tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông là tăng vận may mắn. Nhà ở nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là giờ buổi trưa, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Biết mệnh, cải vận theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 12 sinh từ 8 tháng 1 năm 89 cho đến 5 tháng 2 năm 89 dương lịch, tháng Ất Sửu. Năm sinh Mậu Thìn sinh tháng Sửu là người có sao Quả Tú. Nữ có sao Quả Tú dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm sinh Mậu Thìn là người có khí chất đa phần bao dung, giúp người và hướng ngoại. Sinh tháng Sửu lại lầm lì, cứng đầu, cũng bao dung. Sửu thổ dày là người hiếu thuận, tốt bụng, biết cho đi. Sửu và Thìn là hai khố đại diện cho tích chữ, làm giàu, ban phát. Sửu và Thìn xung nhau, cuộc đời dễ biến động. Hiện tại sau 31 tuổi của mệnh nữ, hành vận Tân Dậu thuộc kim, không phải giai đoạn thuận lợi. Tính tình chấp trước, bảo thủ. Hiện có sao Hàm Trì chiếu, chủ về đào hoa, kết hôn, duyên ăn nói. Hiện tại thời vận sau 30 tuổi của mệnh nam, hành vận Kỷ Tỵ thuộc hỏa thổ, 5 năm sau tốt hơn 5 năm đầu. Tinh thần dễ muộn mị nhưng vẫn là vận khá. Mậu Thìn sinh từ 8 tháng 1 năm 89 cho đến 5 tháng 2 năm 89 dương lịch vào các tiết khí lạnh, đa phần là kỵ thủy và thổ ẩm. Dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Mỗi ngày thức dậy gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là cách tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc đông nam, giúp gia tăng vận may. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Mệnh khuyết hỏa mộc, dùng màu đỏ tím cam hoặc xanh lá là chính. Nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết, gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Mậu Thìn theo 12 tháng sinh. Nội dung khó có thể chính xác vì còn phải xét thêm ngày giờ sinh. Biết được dụng thần, các bạn vào các website Khải Toàn xem mô tả chi tiết theo từng ngũ hành để ứng dụng. Tuổi Mậu Thìn là nhóm người có sức sống mạnh liệt, thần thái toát lên khí chất, vì Thìn là rồng, có tài hoa, lòng bao dung và tình yêu thương chúng sanh. Nhưng cuộc đời nhiều thăng trầm, mỗi thất bại là một bài học để họ tôi luyện khả năng. Những ai sinh mệnh ngày sinh thuộc Mậu hoặc Kỷ thường trắc trở chuyện tình cảm, không nên mưu cầu chuyện tình cảm. Muốn thành công, hãy giữ lòng yêu thương và sự bố thí chúng sanh, điều mà người tuổi Mậu Thìn sẵn có trong máu của họ. Nếu bạn cảm thấy đau khổ, chính là do phước phần của bạn mỏng. Có thể tu tập để chuyển hóa nghiệp lực và hiểu rằng muốn giàu phải bố thí tiền, muốn trí tuệ phải bố thí lời nói thiện lành, muốn sức khỏe phải bố thí vô ý. Dành thời gian tu tâm dưỡng tính, từ đây mọi suy nghĩ, lời nói của bạn đều chân thiện. Tâm sẽ an, sẽ thông cảm với những người bên cạnh. Được như vậy, phước duyên sẽ hồi đáp. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.